Cảm ơn các bạn đến với kênh YouTube của Ngọc và Pho nha. Hôm nay Ngọc đi ăn lễ ra trường and Mother Day luôn các bạn. Cùng ngày ngày hôm nay cháu của Pho hôm nay ra trường, bé lớn ra trường chuẩn bị làm cô giáo rồi các bạn. Thì hôm nay xuống ăn lễ ra trường của cháu đó nha. Sẵn ăn lễ Mother Day. Ngọc có những cái khoảnh khắc vui này nên Ngọc muốn quay lại. Mời các bạn cùng đi vô nhà chị. Không có mở cửa. Muốn chuông. Gõ vậy là chó nó sủa là đi ra được rồi. Hôm nay Ngọc có làm chè nè. Chè bột bán. Đi vô. Coi hôm nay chị cho ăn gì nè. Let's go. Let's go. Trời. Ngon dữ vậy ta. Ngon không? Ủa này nhà chánh đâu? Gì? Nhà chánh đâu rồi? Mà đê mà, đê đê mà. Ủa sao bé Khanh đâu? Đây dây chánh nè. Hai đôi dây chánh. Hôm nay có hai dây chánh lận. Có chứ, phải có thơ chứ, phải có chứ. Từ từ chứ. Nó có né được không dây chánh? Né được rồi. Né được là gì liền á. Ở bên Mỹ là phải Modern Day là phải gì gọi là đóng thuế. Cho mẹ 3.000. Ai này có bông hoa nè. Có bông hoa cho mẹ nè. Ủa rồi đi. Ủa vậy hả? Tưởng đâu là hoa này của mẹ chứ. Nè đây hoa nè bạn. Hôm nay là lễ ra trường của con gái luôn. Hôm nay là vừa Mother Day vừa ra trường gái cháu gái mình. Cha nói là nó hôm nay nó bự rồi đó, nó muốn khác nữa, em mời sau hôm nay. Ai? Cái Khanh hả? Ngồi đi chơi này hả? Bữa khác là bữa nào? Nó chỉ làm được chủ nhật thôi, tại vì thứ bảy mà nó cũng phải đi với đồng hồ đấy. À. Bây giờ hôm nay không phải là mẹ làm chủ nhật, nhưng mà thứ bảy đâu mà tại vì cô Ngọc với lại cô không có đã. Bữa nào kêu bé Thanh dẫn đi lại chỗ bé Na ăn đi. Tài đoán là ăn mặn. Bữa bà, chùa bà, em đi Việt Nam cái này thì vẫn còn. Gì với nhau? Tới 2 tuần tới nữa. Sao? Mày mua rồi đây hả? Mua rồi đây. Chủ nhà chị Nhung ăn lobster. Dạ. Má Nhung, cô Hoàng Đế. Má Nhung có một ăn lẩu hả? Cô Hoàng Đế. Lâu hải sản hả? Cỡ khoa bớt không? King lobster. No no. Hôm nay có gì nè? Hôm nay mua gì đây? Mẹ. Cá bà sa. Hôm nay gia chánh mua cá cho mẹ. Cá bà sa. Có thành phần có gì đây? Là hình mạnh không? Dạ. Vậy thôi. Giò. Giò. Cái này gì không gì? Nướng. Cái này nó gì? Em bị vô lên nè. Nướng. Cái này nè. Cái này hỏi hả? Hỏi. Ở tình nướng. Đấy, chủ yếu là vui. Trời, lúc nào cũng có gì chuyện gì. Mà cái cậu chính đâu có qua mối trong chùa đâu. Cậu chính không có nè. Bên đó. Ngọc đang làm gì nè? Ngọc đang rửa rau. Rau ngon. Rau tươi. Dạ. Rau ngon quá, rau tươi rói. Rau ở đâu có, mua hả? Rau của mấy chị bạn của Ngọc cho. Ở đây Ngọc cho hả? Rau là organic đúng không? Ừ, nhà chồng. Tới nhà hái luôn á. Thấy chè Ngọc làm không? Chè nào đâu? Cái này hả? Chè bột bán. Cái này hả Ngọc? Chè bột bán này nè. Còn cái này là của Tịnh. Tịnh Đức Phương hả? Tịnh Đức Phương. À, hay nha. Quá dữ. Mà Linh nói lên có gì mà Linh? Ăn kia vui. Linh. Hả? Ở đây có gì? Có thịt nướng đó. Đây, thịt nướng nha. Trời ơi, ăn lễ mà đi giờ là hoành tráng quá rồi. Ờ giờ con cá mình phải để làm sao cho nó. Đây nè, thấy có món này. Muốn quay không? Đâu gì? Đâu gì? À, đặc biệt ha. Đâu có gì? Đây nè, anh rể mình kêu món này muốn quay nè. Món này muốn cái thang bỏ vô là nướng không có lời. Lan à. Nó bự quá, để vô cái
hấp dẫn lắm, nhưng dở. Bây giờ chị cần bỏ đâu, giờ chị để bẻ nó ra làm đôi, bỏ mang con quay. Hello Bin. Khỏe anh trai. Bánh bò bí ở đâu vậy? Ôi, hấp dẫn quá. Mà mì, mày làm gì vậy mì? Mà mì đói quá vậy, chánh đói lụm trước hả? Trời ơi, chánh đói quá lụm trước rồi. Khỏe mà mì? Khỏe. Hai. Ủa tuần sau ăn mấy món ăn gì má Nhung? Lẩu nha. Thứ mấy? Thứ hai tuần nữa một cái. Thứ hai tuần tới làm. Thứ hai được. Mày gọi tao đi làm đi. Là mua đồ đây là ngày. Oh, lễ. 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 Là chị được nghỉ, mọi người được nghỉ hả? Không được nghỉ, nhưng mà thứ hai là được nghỉ đi. Mày mua vô là được nghỉ mà. Rồi lễ đó, lễ á. Ủa mày mua vô đây là mới lên đi chơi mà. Thứ ba. Thứ ba. Bao đó mới đi chơi. Coi như là không không sót bữa tiệc nào nha phải không? Có cao dữ quá gì? Hồi nãy đang cắt được tầng trước đó, đang cắt tầng sau đó. Trời ơi, có gì đâu cao quá vậy, mấy có cao nè. Mưa quá nè. Mưa quá có cao bạn ơi. Hai quý vị. Nè có nấm dại nè bạn. Nấm dại quý vị hả? Quý vị. Nấm dại. Ăn vô là đứt bóng luôn nha. Còn cái hỏi sao cái gì? Cái hỏi sao vậy? Cây chết hả? Có trồng ổi rồi chết rồi hả? Sao có cái hồ nè. Đẹp trai chưa, dễ thương chưa? Em muốn hôn cho mẹ vậy? Mẹ lấy chị á, phải hôn cho mẹ đâu. Mua cho bé Khanh hả? Mua cho bé Khanh, mua cho con gái lễ ra trường mà hôm nay gái đi chơi rồi. Là cá hả? Cái nào không? Mẹ, nè, hôm nay chị làm model day cho mẹ nè. À. Chị mua thịt, mua chả giò, mua nguyên con cá bự luôn nè. À, đãi model day cho ngoại nè. Mỗi người ăn cục thôi là. Thì ngoại ăn thịt. Ủa, ngoại ăn cá hả? Thì sao mua? Đãi cho chính, ngoại chính ăn được rồi phải mua con gì chính ăn chứ. Thì bánh hỏi chả giò với thịt nướng. Còn cá thịt nướng hả? Ừ. Nhà chị mình là có cần phải phải nướng lại con này không hay là để chị ăn luôn đi. Bỏ luôn đi. Bỏ nó đẹp bây giờ rất là cộng lên là quất. Nhà chị mình đó hả, đơn giản lắm các bạn. Toàn everything chị mình mua. Mua hết. Là coi là cái gì cái này đó mua hết luôn hả? Nó hỏi mình làm hả? Chị làm chị đó. Chị có mánh hỏi làm thôi, còn ngoài ra là mua hết. Đúng rồi. Vậy là giỏi rồi. Vậy là giỏi rồi phải không? Vậy là kinh rồi phải không? Giỏi rồi. Chị là giỏi lắm rồi. Bây giờ người ta làm sẵn hết rồi. Chị đưa em mình làm cho bố cho. Tại sao mình phải cho anh đái, tôi cho anh đái. Cắt nhỏ cho bố. Xuân có người ăn rồi Xuân. Cô Ngọc lúc nào cũng dây chánh rồi nè, đang làm nè. Nông cắt cho bố. À, cho bố hả? Bố chồng Ngọc á. Ừ. Khi nào xong thì ra. Lễ Memorial tuần sau là ăn lẩu phải không? Hai tuần nữa mới lấy hả? Công ty nó nghỉ thứ hai. Không có phải một mấy. Rồi hai tuần nữa. Hai tuần nữa mới lễ Memorial. Lễ quên ăn lẩu hay sẵn qua bất phải không? Cái này lẩu của Má Nhung hả? Má Nhung Nguyễn. Nhung bất hay Nhung bất hả? Hấp dẫn nha. Thịt nướng hả? Này ai nướng là mua luôn hả Má Linh? Yeah. Cái này lẩu đó mình nhúng cá. Mua luôn đó. Everything is mua, tính mua nước mắm luôn rồi, nước mắm nó hết rồi. Nước mắm phải về đằng lầu phải làm. Nước mắm mua luôn hả? Nước mắm phải mua mà nó hết rồi, nó không còn hủ nào. Nếu trong bên dưới cái quần lũ này thì phong bụng. Ca, đây ca khỏe không? Bố khỏe không? Cảm ơn khỏe lắm. Cảm ơn khỏe lắm. Cảm ơn. Mà Xuân ngồi đây, mà Xuân ngồi có nghĩ là nên để con cái này nó bị đồ không? Đúng rồi, phải tổ chức mấy bà mẹ luôn chứ, Má Linh cũng là bà mẹ vậy. Đúng rồi, thì nay là những người mẹ là mother day hết mà. Dạ. Má Linh nè, Má Nhung nè. Nó đang than mẹ bị lỗ quá. Quá thang chứ đâu. Mother day mà bị lỗ. Ai thang? Hôm nay tặng gì cho Má Nhung? Mother day. Nó không là giàu lắm. Tính đi hơi bị bô. Mua vàng bốn đèn. Mua mấy cục gạch hả? Mấy cục gạch hả? Ông này mà tặng tới búa đúng chứ. Trời ơi. Anh Duy, mother day tặng cho Má Linh cái gì vậy? Bà mẹ cũng phải tặng cho bà mẹ chứ mẹ anh. Nước nghe nè. Cầm đừng nó đổ hả?
Vin đâu đây? Vin đâu đây nè? Ca bển rồi, ca rồi anh nè. Vô để ca nước bển vô. Đây toàn cảnh. Đó chỉ có vậy thôi, ăn đơn giản như em dẫn đi. Anh đi vậy đó, bấm cho anh nha. Vậy là vui rồi. Ăn nước mắm đi nè. Mình xin cái gì? Bên lấy giùm con ngọc cái đồ. Bên con đây nè, đây nè em. Cất bớt dĩa đi Bin, để chỗ không có chỗ đẻ luôn á. Dạ. Qua qua bên bàn bên kia đi con. Cái đĩa này nó bự quá. Cô một cái. Rồi. Đây mọi người đang chuẩn bị nhập nè bạn ơi. Đây nước mắm. Lễ mẹ nha, lễ mẹ Mỹ nha. Cho con cái dĩa. Ủa là bên Việt Nam tổ chức người ta? Không. Ủa lễ cha cái lễ mẹ bao nhiêu lâu? Bên Việt Nam có. Bên Việt Nam ăn lễ mẹ không? Không. Ăn ké hả? Lễ bộ 8 tháng 3. Có 8 tháng 3. Việt Nam không có lễ mẹ lễ ba hả? Có 8 tháng 3 có ngày mẹ nào để bên nhau. 20 tháng 10. Nhưng mà tưởng đâu Việt Nam có lễ mẹ đó chứ. Ủa Việt Nam. Cô Ngọc đừng có bỏ hết đạo Phật lên chứ. Em đâu biết, em chưa có đụng cái đó. Rồi. Đừng có bỏ hết nha, để hồi bỏ lên bún ăn á. Kìa, để em kia nè. Để có bún nữa hả? No thì ăn bánh hỏi với này, bỏ bánh đậu phộng vô mới ngon chứ. Rồi gì hồn, ăn không ngon. Cảm. Em đâu có đụng tới. Ai cầm hai lon thôi. Nó xin không có đũa. Đỡ. Vợ từ hồi nhỏ đến giờ không hề uống bia, người rất là. Còn kìa uống bia với anh Duy không kìa. Đỡ. Đây nè mẹ, trong đây nè. Happy Mother Day đi, Happy Birthday to you. Happy Birthday, bé. Lao. Happy Mother Day. Hôm nay là Happy Mother Day của ba người mẹ. Mẹ lớn nhất là Mommy, mẹ già giống em. Ủa sao chia cho thằng nước mắm không? Dạ, xong rồi tới chị với anh một cái. Thank you so much. Chú có chỗ để chị. Xong rồi tới chị nha, chị mới nói là dĩa không, bên này không có chỗ. Ủa mấy chục cái linh này lớn hơn ta. Băng. Anh Nhung mới nhận anh Nhung lớn. Má Nhung kêu tới má Nhung bằng chị. Tại vì chị mà. Vậy là Happy Mother Day má Nhung. Xong rồi Happy Mother Day má Linh đó. Đây ba má luôn. Ba má. Không Phượng rồi tới Bắc Tuyết mới tới Bố Quỳnh. Nè má Nhung. Bố Quỳnh xong rồi mới tới cô Giang. Bố Quỳnh xong rồi tới cô Giang gì chị. Giang cái muỗng mắm mà làm ngon vậy ta. Trời ơi, tự làm tự khen. Tự khen luôn, quá dữ luôn. Con Ngọc thử cá coi. Từ trời đó. Không lại ăn đi con. Rồi em ấm, để quay phim chơi mà. Mới lên cho Phụng dữ con cá như con. 30 mấy đồng. Cái sao vậy? 33. Ở đâu mua đâu? Trắng lên. Mới lên mua đâu? Mẹ. Chợ Việt Hoa hả? 33 cũng sáng. Ở trong chợ hả? À trong chợ hoa có bán cá nữa. Phải nhúng bằng cái này nè. Tưởng đâu mua ở chị có thứ 7 chủ nhật mới nó làm thôi à. Rồi thường nó mới làm. Để nhà bên đó, nhà bên đây đây tụi em. Đúng hả? Bán nhà mà. Đúng mà. Xẻ con cá. Đúng thằng đây. Qua đây. Xẻ. Nào là không ăn được qua đây. Em xẻ đi. Thôi. Ai ăn thì nhảy vô đi. Đi đi xẻ. Bánh cá rồi tụi. Bánh cá rất ngon. Bánh cá đi, thằng gì xẻ đi. Trời ơi. Em thấy nó 2 đồng cái em mua thử thôi, em không biết là ngon lên. Tại vì không có đúng cái hiệu mà mỗi bữa cô lên xẻ cái đi. Xẻ đại đi, ai xẻ không được. Xấu ra. Xẻ cá hả? Trời ơi, khai mạng cá đi. Xẻ sai rồi. Cá gì mẹ. Biết lấy rồi. Đi. Anh lấy rồi nè. Đó. Chị lấy nó đi. Không dày nó cũng nè, không mặn. Cá này gọi bằng cái gì ta? Cá fish hả? Tại vì cái bánh cá. Cá fish hả? Cá fish nó hơi mặn. Đây cá fish nè. Bò hả? 33 là một cá không? 33 đô la một con cá. Tôi có 2 mấy đồng hả? Lắp quá. Nói chung là vui. 22 bây giờ là 33. Đang cuốn này. Nè cho con một con nè. Con đang cuốn nè. Miếng thịt đẹp. Để tránh cho. Ăn miếng thịt đi. Con ngồi uống thịt nè. Nhưng mà tại vì thấy em lại thích giúp cá. Xong rồi con Ngọc miếng. Mẹ thích giúp bánh hỏi. À. Bánh hỏi lên cuốn. Quên. À. Em có diễn quên. Rồi quá. Ông Thảo nói em qua lấy. Thôi mà có gì ăn đó đi má Linh. Cái món ngon đâu em thích cho mà lấy. Hồn Bi nó cuốn mệt quá, nó chơi nguyên vậy. Cuốn con Ngọc đâu, khoe cái cuốn Ngọc đây. Đây, cuốn con Ngọc đây. Con Ngọc cuốn rồ quá men. Cái Ngọc đâu, có gọt pho ngồi xuống ăn đi. Đứng. Từ từ quay phim chơi. Pho làm caramel mà, caramel mà. Cái tham. Cái gì dạo này chín là cái kem. Đói bụng. Vâng. Nói quá rồi hả? Nước mắm này làm ngon vậy ta. Nước mắm mua luôn mà. Nước mắm. Ồ, đây là chủ nhân nước mắm mà ơi. Nước mắm ngon lắm. Đây là chủ nhân của nước mắm. Nước mắm của bà.
Còn chè là chủ nhân đây nè. Phê tà. Con Ngọc là chủ nhân của chè. Ghê quá toàn. Toàn là chủ nhân của Việt Hoa hả? Của chợ Việt Hoa hả? Có thể cho lại Trời ơi, tươi nha. Rau ngon quá trời. Không cần xà lách đâu. Ừ. Rau tươi quá trời. Con bánh tráng xuất sắc. Nói gì? Ông anh rể của Ngọc á, không có thích ăn rau nếp cá. Đưa cái dĩa rau để ngay ổng luôn. Cái mùi gì vậy? Cá không thơm hả? Cái mùi nó không có thơm hả? Không có nhiều mùi đó. Không có thơm bao nhiêu bạn ăn. Nó ổi. Nó ổi thì gần. Em bữa rồi mùi nó cắn vô cái bụng mình nó chạy. Trời ơi. Vậy là không có hạp cái rau này. Rồi rất tới tại vì nó tới trễ hùng cái ông đi mọi người nó phải cứu thẳng rồi. Ngoại ăn ngoại. Ngon rồi. Mà nó chạy nó không rồi. Anh không chạy đâu. Không chạy à. Không. Nút luôn. Ok, ăn hôm nay Ngọc ăn Happy Mother Day rồi các bạn. Bây giờ Ngọc xin chia tay các bạn ở đây. Bye bye các bạn. Hẹn các bạn nha.